Chào các em, tuần 26 này chúng ta lại tiếp tục học tiết lũy từ và câu với bài mở rộng vốn từ lễ hội dấu phẩy. Trước khi vào bài mới, chúng ta sẽ cùng nhau kiểm tra lại các kiến thức mà chúng ta đã được học ở tuần 25 qua một số bài tập sau nhé. Ở bài tập số 1, con hãy suy nghĩ và trả lời nhanh cho cô. Chọn ý em cho là đúng nhất. Bộ phận trả lời cho câu hỏi vì sao trong các câu sau. Câu 1, bạn Nam nghỉ học vì bị đau bụng. A. Bạn Nam nghỉ học. B. Nghỉ học. C. Vì bị đau bụng. D. Đau bụng. Các con chọn câu nào ạ? Đáp án của cô là câu C. Bạn nào làm đúng? Rất là tốt. Cho bạn một tràng pháo tay. Tiếp theo, câu số 2. Quắm đen thu ông Cảnh ngủ vì sốc nổi và hiếu thắng. A. Vì sốc nổi và hiếu thắng. B. Quắm đen thu ông Cảnh ngủ. C. Sốc nổi. D. Hiếu thắng. Các con chọn câu nào ạ? Kết quả của cô là câu A. Vì sốc nổi và hiếu thắng. Như vậy, các con đã thực hiện xong phần kiểm tra kiến thức của bài cũ rất là tốt. Như vậy, qua kiểm tra bài cũ đã ôn lại cho các con biết tìm bộ phận trả lời cho câu hỏi vì sao. Trong tiết luyện từ và câu hôm nay, cô sẽ giới thiệu cho các con bài từ ngữ về lễ hội và cách đặt dấu phẩy trong câu. Các con hãy mở sách giáo khoa ra trang 70 để cùng nhau thực hiện một số bài tập nhé. Bài tập số 1, hãy chọn nghĩa thích hợp ở cột B cho các từ ở cột A. Ở trong sách giáo khoa của các con cũng có viết bài số 1 này y chang như bài ở trên bảng của cô. Các con ở bài tập này các con sẽ dùng bút chì và thước nối luôn vào trong sách giáo khoa các nghĩa ở cột B cho các từ ở cột A. Nhưng trước khi thực hiện, cô sẽ giới thiệu cho các con một số hình ảnh về lễ cũng như về hội để các con hiểu rõ để thực hiện bài tập số 1 cho đúng nhé. Giờ các con cùng nhau quan sát nhé. Đây là một số hình ảnh về lễ. Đây là những hình ảnh về hội. Đây là hình ảnh lễ hội. Hội giống. Lễ hội đền Hùng. Lễ hội đền Trần. Hội chùa Hương. Lễ hội chữ đồng tử mà chúng ta vừa mới học tiết tập đọc bài này đó các con. Đây là hội thả diều nè các con. Đây là hội đua ngựa. Sau khi xem một số hình ảnh trên, các con hãy thực hiện bài tập số 1 và sách giáo khoa nhé. Nào các con thực hiện như nào. Rồi các bạn xong chưa nè? Đây là kết quả của cô. Cô mời các con hãy cùng nhau kiểm tra lại xem mình làm có giống như cô không nhé. Lễ chính là các nghi thức nhằm đánh dấu hoặc kỷ niệm một sự kiện có ý nghĩa. Hội là cuộc vui tổ chức cho đông người dự theo phong tục hoặc nhân dịp đặc biệt. Lễ hội là hoạt động tập thể có cả phần lễ và phần hội. Các con cùng nhau dò xem coi mình đã thực hiện đúng chưa. Bạn nào đã làm đúng rồi, rất là giỏi. Còn bạn nào làm chưa đúng thì chúng ta có thể nối lại, làm lại nhé các con. Như vậy, ở bài tập 1, các con đã được xem một số hình ảnh về lễ, về lễ hội cũng như các hoạt động trong lễ hội. Để giúp cho các con khắc sâu kiến thức này hơn, chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện bài tập số 2 nhé. Bài tập số 2, tìm và ghi vào phiếu học tập. Câu A, tên một số lễ hội. Ví dụ như lễ hội Đền Hùng,
Câu B tên một số hội, ví dụ như là hội bơi trải. Câu C tên một số hoạt động trong lễ hội và hội, ví dụ như là đua thuyền. Để thực hiện bài tập này, cô yêu cầu các con hãy viết vào vở của mình 3 hoặc 4 từ về các nội dung yêu cầu của từng câu. Nào, cô mời các con thực hiện. Ở bài tập này, cô tìm được tên của một số lễ hội và tên một số hoạt động trong lễ hội và hội. Cô mời các con cùng nhau tham khảo nhé. Tên một số lễ hội, như ví dụ ngoài từ ví dụ là lễ hội đền Hùng ra, cô còn tìm được một số từ như lễ hội chữ Đồng Tử, đền Gióng, chùa Hương, tháp Bà, núi Bà, chùa Keo, phủ Dày, Kiếp Bạc, Cổ Loa, vân vân. B tên của một số hội như hội bơi trải, hội vịt, đua thuyền, chợ trâu, lùng tùm hay còn gọi xuống đồng, đua voi, đua ngựa, chọi gà, thả diều, hội liêm, hội khỏe phù đổng, vân vân. Tên của một số hoạt động trong lễ hội và hội, ví dụ như là đua thuyền, cúng Phật, lễ Phật, thắp hương, tưởng niệm, đua ngựa, đua mô tô, đua xe đạp, kéo co, ném còn, đánh cướp cờ, đánh đu, thả diều, chơi cờ tướng, chọi gà, vân vân. Như vậy, các con đã tìm được 3-4 từ. Còn bạn nào chưa tìm được một từ nào hoặc tìm chưa đúng theo yêu cầu của bài thì các bạn có thể lấy cái bài tham khảo của cô viết vào cho đầy đủ nhé các con. Ngoài ra, cô sẽ còn giới thiệu cho các con biết thêm một số hình ảnh về hội, lễ hội và một số hoạt động trong hội và lễ hội mà chúng ta mới vừa nêu ra nhé. À đây nè, các bạn cùng quan sát. Đây là lễ hội đền Hùng, rước vua Kiệu, vua Hùng Vương thứ đời thứ 18. Đây là lễ hội chùa Hương. Đây là lễ hội tháp Bà. Đây là lễ hội cầu ngư. Đây là lễ hội thành Cổ Loa. Đây là lễ hội núi Bà. Lễ hội Kinh Dương Vương, Lạc Long Quân, Âu Cơ. Vào lăng tế lễ Kinh Dương Vương, Lạc Long Quân và Âu Cơ. Đây là hội thả diều, đua ngựa, chọi gà. Đây là hội khỏe phù đổng. Ngoài ra, cô cũng sẽ giới thiệu cho các bạn biết thêm một số hoạt động trong lễ hội và hội. Đó là cúng Phật, đánh đu, hát trống quân, hát đấm, ném còn, thi thổi cơm, dệt vải, nhảy bao. Nhưng các con cần phải chú ý, một số lễ hội nhiều khi cũng được gọi tắt là hội. Tiếp theo, chúng ta sẽ bước sang bài tập số 3. Em hãy đặt dấu phẩy vào những chỗ nào trong mỗi câu dưới đây. Ở bài tập này chỉ yêu cầu chúng ta thực hiện một câu thôi. Bạn nào thực hiện được luôn cả 3 câu thì càng tốt. Bây giờ các con hãy dùng bút chì thực hiện luôn vào trong sách giáo khoa luôn nhé. Nào, mời các con thực hiện. Các con hãy đối chiếu với kết quả của cô nghe, xem mình đã làm đúng chưa. Bạn nào làm sai, chưa đúng thì cần chú ý và sửa lại cho đúng nhé. Ở câu A, cô sẽ điền dấu phẩy vào sau chữ trồng lúa phẩy, nuôi tầm phẩy và vì thương dân phẩy. Cô sẽ sửa luôn như các bạn ở câu B và câu C luôn. Ở câu B, vì nhớ lời mẹ dặn không được làm phiền người khác phải, chị em Sophie đã về ngay. Câu C, tại thiếu kinh nghiệm nôn nóng và coi thường. Cô đặt dấu phẩy ở chỗ tại thiếu kinh nghiệm phải, nôn nóng và coi thường đối thủ phải, quấm đen đã bị thua. Như vậy, qua bài tập này đã giúp cho các
Được tác dụng của dấu phẩy là sẽ ngăn cách các từ cùng loại đứng cạnh nhau. Đồng thời nó cũng ngăn cách bộ phận trả lời cho câu hỏi vì sao với hai bộ phận chính ở trong câu. Sẽ giúp cho các con thư giãn, chúng ta sẽ cùng nhau chơi trò chơi ai nhanh ai đúng. Ở trò chơi này chúng ta sẽ quan sát các hình ảnh trên và trả lời nhanh tên của lễ hội và hội đó là gì nhé. Nào các con đã sẵn sàng chưa? Chúng ta bắt đầu. Các con hãy quan sát bức tranh này với hai câu thơ: Dù ai đi ngược về xuôi, nhớ ngày giỗ tổ mùng 10 tháng 3. Các con cho cô biết đây tên của lễ hội này là gì? À đúng rồi, đó là lễ hội Đền Hùng. Các con hãy quan sát cho cô biết tên của lễ hội này. À đây là một lễ hội rất quen thuộc với các con. À đúng rồi, đó là lễ hội rằm tháng 8. Tiếp theo, hai bức tranh này. À giỏi lắm, đây là lễ hội đua thuyền. À đây là một lễ được diễn ra ở mùa đông các con. Đây là hình ảnh rất quen thuộc. À đúng rồi, đây là lễ Giáng sinh. Như vậy bài học ngày hôm nay đã kết thúc. Các con cần phải xem lại bài và thực hiện đầy đủ các bài tập mà cô vừa yêu cầu các bạn làm. Cảm ơn các con đã chú ý theo dõi. Chào các con.